Nam Sơn xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình Thế Giới Tuần Qua lần này đến với nhà bình luận Lê Phát Minh. Và cái điều mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị ngày hôm nay là về cái chuyến công du Hoa Kỳ của Tập Cận Bình trong ngày 25 tới đây. Xin mời anh Lê Phát Minh. Dân trân trọng kính chào quý khán giả Đài Phan TV. Thưa quý vị khán thính giả và thưa anh Lê Phát Minh, chúng ta ai cũng biết rằng Tập Cận Bình sẽ viếng thăm Hoa Kỳ trong tuần tới đây. Và trước khi cái chuyến viếng thăm này đó, tất cả các trang mạng và người ta nói rất nhiều tới những cái thuận lợi, những cái khó khăn này kia của cái việc chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình. Anh Minh có thể trình bày một cách đại cương về cái chuyến viếng thăm này như thế nào thưa anh? Dân thì bởi vì thường thường đó, tất cả khi những chính khách mà đến thăm viếng nhau thì thường thường có những chuẩn bị đẹp đẽ để mà đón tiếp cái người mà đồng nghiệp mình tới một quốc gia nào, bất cứ nó như vậy. Cũng chẳng hạn tôi nhớ là cái thời ông Clinton, là ông có gì cân đan tình cảm. Thì một số báo chí ngoài báo chí của Trung Cộng đã đăng hình ảnh của ông Clinton với cô Jennifer thì kia là đủ thứ đó. Thì lại được lệnh là tịch thu tất cả những cái báo đó, dẹp hết, không có được để trưng bày buôn bán nữa. Đó là những cái điểm mà tôi thấy chuẩn bị để đón tiếp một cái chuyến khách. Nhưng mà lần này thì lại khác, là trước khi ông Tập Cận Bình tới thì báo chí Mỹ cũng như báo chí của và cầu thời báo của Trung Cộng thì lại mà tôi nói dùng danh từ giống như là có một cuộc khẩu chiến, thấy không? Một khẩu chiến như nhau. Rồi những giới chức chính quyền Hoa Kỳ đã ngay ông Tổng thống Obama là ông cũng đã quan tâm, ông nói rõ ràng là vấn đề mà tin tặc của Trung Cộng tấn công đối với những viên chức chính quyền của Hoa Kỳ cũng như là đối với cái công ty của Hoa Kỳ, mà cái điều này ông cho thẳng là không thể chấp nhận. Và ông cho rằng mà Trung Cộng mà cho quan điểm đây là một sự cạnh tranh thì mà ông cho rằng nếu đó là không thể chấp nhận được. Còn nói là cạnh tranh, tôi chắc chắn khi mà tôi quyết định cho cái chuyện này là cạnh tranh đó, là tôi sẽ thắng, thấy không? Và trước đây đó, cái dự triệu đưa ra là sẽ trừng phạt một số công ty, và biết những công ty này đã dùng những tin tặc mà để mà tấn công này, cũng như là cái cơ quan ở tại Thượng Hải, là đại cơ quan của tổng quân đội, mà nó gọi là cái bí số là 61398 đó, là tại Thượng Hải biết cơ sở nữa, thành đưa ra trừng phạt. Nhưng mà có một siêu lượng thương lượng nào đó thì đợi sau khi đập mình ra rồi để gặp nhau rồi mới có cái như trừng phạt những công ty đó. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy. Rồi không phải chỉ riêng nói về tin tặc, về Biển Đông, về khí hậu, rồi về nhân quyền cũng đặt ra. Nhưng mà trong cái Biển Đông, tôi mới nhớ cái ngày hôm qua đây, thì là ông Carter, là Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, đã lên án Trung Cộng là giờ đương xây một đường băng thứ ba ở đảo Dành Khăn, là và nói rằng là chính Trung Cộng đã tuyên bố rằng là ngưng tất cả những cái chuyện mà xây đắp, thì vậy giờ đương làm đó, do đó mà Hoa Kỳ không thể chấp nhận được. Nó họ đừng nghĩ rằng mà họ làm vậy rồi có thể đó Hoa Kỳ công nhận, Hoa Kỳ sẽ không công nhận những cái đảo nào mà nhân tạo mà của Trung Cộng đưa ra, và tất cả đó là phủ nhận tất cả, và Hoa Kỳ sẽ có một thái độ dứt khoát và sẽ đứng với các quốc gia đồng minh và những người đối tác chiến lược để mà sẽ bảo vệ cái quyền lợi hàng hải ở tại cái đối với Hoa Kỳ. Đó là những điểm mà chúng ta thấy. Thưa, thật ra thì mình cũng biết rằng khi mà một vị lãnh đạo của quốc gia tới thăm một quốc gia khác thì đương nhiên là họ sẽ có những cái lời lẽ rất là tốt đẹp lẫn nhau này, cái đủ thứ, là tạo nên những cái không khí rất là cởi mở, rất là thuận lợi. Nhưng mà lần này thì chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ đó, thì chính bản thân của ông Obama, chứ không có nói gì tới báo chí, không có trang mạng, chính bản thân của Obama cũng đưa ra những cái lời nói giống như những lời răn đe Trung Quốc, và về cái việc mà tấn công mạng, về cái việc nhân quyền, về cái việc mà ở Biển Đông vân vân, tất cả những cái đó thì là nó sẽ làm cho cái hình ảnh rất là xấu cho cái chuyến viếng thăm tới đây. Mà về vấn đề ngoại giao thì cái này thì thiệt là nó không có vẻ như là giống vấn đề ngoại giao bình thường chút nào hết. Mà anh Lê Phú Minh nghĩ rằng tại sao
ông Obama phải làm như vậy trước cái chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình để theo anh? Dạ, đó Obama cho thấy đây là cái chuyện mà làm khai quấy của Trung Cộng về mọi lĩnh vực, chẳng hạn tấn công mạng, về Biển Đông, và cho thấy Hoa Kỳ cường này là quyết tâm không có vấn đề mà tương nhượng nữa. Đó là những cái điểm mà Hoa Kỳ muốn thể hiện cho Trung Cộng là Hoa Kỳ quyết tâm. Nếu lần này mà anh biết tương nhượng, anh biết sửa đổi thì sẽ đưa tốt. Do đó đáng lẽ cái luật là trừng phạt đã ban ra trước một tuần lễ trước kỳ đặc biệt tới, thì tôi không biết cái sự dàn xếp thế nào. Và bây giờ để sau khi tập bình tới rồi cái chuyện đó mới trừng phạt sao? Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rõ rằng là do đó cái chuyện mà anh Nam Sơn hỏi tại sao đó, thì tôi nghĩ rằng họ để thể hiện cho Hoa Kỳ quyết tâm trên vấn đề mà được đặt ra, chẳng hạn tấn công mạng, vấn đề Biển Đông, vấn đề nhân quyền. Nhưng mà tôi nghĩ thấy rằng cái viện nhân quyền đó thì là do mấy cái cơ quan nhân quyền khác để yêu cầu Tổng thống Obama đặt ra vấn đề. Còn lại đích thân Obama thì lại nêu lên những vấn đề mà vừa nêu, đó là vấn đề Biển Đông, vấn đề tấn công mạng. Dạ, như vậy thì anh nghĩ rằng ông Obama đã cũng có một sự nhân nhượng rất là lớn khi mà không tuyên bố những cái lệnh trừng phạt trước khi ông Tập Cận Bình tới. Nếu mà ông Obama lại tuyên bố trước trong lúc này đó, có thể ông Tập Cận Bình ông hủy bỏ cái chuyến thăm này cũng không chừng nữa. Ai mà thành ra gì như vậy, cho nên người ta còn giữ và e dè. Anh có nghĩ rằng cái cuộc họp sắp tới giữa ông Tập Cận Bình và Obama sẽ rất là gay cấn những cái vấn đề này không? Và hoặc anh có nghĩ rằng những cái vấn đề này chắc chắn sẽ được hai nhà lãnh đạo này giải quyết ổn thỏa không, theo anh? Thì hiện tại biết là tin Chiedo là các cái công ty và những cơ quan, trong đó có ông Bill Gates là người mà chủ tọa cho cái phiên họp đó, lãnh đạo các công ty lớn là công ty lớn mặt hết á, có mặt hết theo để tìm một cái giải pháp ổn thỏa. Bởi vì thật sự họ thấy thế này nè, khi trong một cuộc chiến dầu chiến tranh bằng vũ khí bên ngoài hay là chiến tranh về ngoại giao, tất cả đó đều cũng không, chiến tranh về kinh tế tất cả đều không có lợi. Thành ra phải có một cái luật chơi mà họ nói rõ đây là luật chơi phải đàng hoàng. Cái vấn đề này buôn bán nhau là phải tôn trọng bản quyền, phải tôn trọng cái sản phẩm trí tuệ. Mà việc tấn công mạng ăn cắp này là không tôn trọng cái sản phẩm trí tuệ của những quốc gia mà mình ban giao. Đó là những điểm mà để mà ngồi lại có thể để mà giải quyết được vấn đề đó thì đó là càng tốt. Tuy nhiên mình chưa biết, bởi vì cái bản chất của Trung Cộng từ hồi đó giờ họ không có sáng tạo mà chuyên môn đi ăn cắp của người ta để trở thành là của mình. Thành thử ra nếu mà họ chơi cái lực, chấp nhận được chơi đó, thì họ chấm họ có đủ điều kiện để họ tự sáng tạo được chưa, hay là nó cũng tiếp tục để họ ăn cắp để mà họ cố dậy giờ từ đó để họ vươn lên. Như vậy thì cái bây giờ mình đặt riêng cái vấn đề tấn công mạng đi, thì gần đây như anh đã nói đó, có nhiều cái sự xâm phạm vào cái bí mật của Hoa Kỳ về vấn đề mạng đó ha, thì họ đã tấn công vào trang mạng, họ lấy đi những cái dữ kiện như vậy, thì anh nghĩ rằng cái cuộc này có thể dàn xếp ổn thỏa không, hay là nó sẽ nổ bùng trong những ngày tới đây? Bởi vì thật sự thấy hổng đời vừa miệng lưỡi của mé mình Tập Cận Bình là cũng dẫn tố bài bãi cho rằng họ cũng sẽ đã từng nạn nhân giống như Hoa Kỳ. Thành ra do đó họ phủ nhận cái hành động mà làm tin tặc của cái chủ trương của họ. Thành ra nếu mà con người không có thiện chí cứ cải trà giải cối trên vấn đề đó, cũng chẳng hạn giống như dầu Biển Đông. Tôi trước đi này thì nó nói rằng là ở cái dòng Biển Đông là cái đó là kêu bằng cái lãnh hải truyền thống của lịch sử. Mà trong khi đó thì mình nhớ rõ là mình em mình từng nói hoài là khi Tập Cận Bình đến Úc thì chứ ở bên Đức thì bà thủ tướng đã đưa nó cho thấy rằng là cái này không có truyền thống của nó ngang, mà bây giờ nó vẫn còn quái lẫn vẫn nói đây là cái chủ quyền truyền thống lịch sử của Trung Cộng. Đó là những điểm mà chúng ta thấy nói để giải quyết ổn thỏa thì tôi nghĩ rằng cũng khó ổn thỏa lắm chứ không có đơn giản. Anh nói làm tôi nhớ lại cái lần mà ông Tập Cận Bình viếng thăm nước Đức mà bà Angela Merkel, thủ tướng của Đức, tặng cho ông, tưởng tặng cái gì, tặng cho ông một tấm bản đồ của Trung Quốc, mà cái bản đồ đó lại không có cái vấn đề mấy cái đảo ở trên Biển Đông như vậy nữa. Đài Loan cũng không có luôn hả? Thành ra vì như vậy đó cho nên thiệt là bà chơi khắp người đàn bà thép của nước Đức này, chơi thiệt là khâm ông Tập Cận Bình trong lúc đó. Mà trong vấn đề ngoại giao đáng lẽ ra ít có khi nào người ta sử dụng những cái biện pháp đó mà bà ta đã chơi một cách thẳng thép như vậy.
Thật ra thì bây giờ trở lại cái vấn đề Biển Đông thì mình thấy rõ là Trung Quốc làm theo cái kiểu nghĩa là như tầm mặn lên vậy đó, nghĩa là họ không có đem quân lực họ tấn công, họ chiếm gì đó, họ chỉ lợi cái đảo đó từ từ rồi họ xây dựng, họ ở đó, họ không nói gì hết, đâu có ai dám lợi đó mà quánh họ đâu, đánh họ đâu trong lúc này. Thành ra vì như vậy cho nên Trung Quốc đang cố gắng lấn dần để họ nắm cái quyền kiểm soát toàn bộ cái vùng Biển Đông này. Thì anh nghĩ rằng với những cái lời tuyên bố rất là đanh thép của phía Hoa Kỳ, như của ông Obama hay của vị tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã từng tuyên bố đó, thì anh nghĩ rằng họ nếu mà Trung Quốc vẫn tiếp tục làm thì cái thái độ của Hoa Kỳ có thể xảy ra là như thế nào? Bởi vì tôi thật sự đó, đầu tiên mà cái chuyện mà đủ mạnh và đủ cái lực đó thì cái khơi mào thật sự Hoa Kỳ sẽ không có trực tiếp để mà khơi mào đâu, mà chính Phi Luật Tân hoặc là Nhật Bản hoặc là Việt Nam đó, từ đó cái vấn đề này mới đưa đến cái sự đụng chung đột thôi, chứ còn Hoa Kỳ trực tiếp là chung đột thì cũng chưa hẳn. Tuy nhiên đó là mình chỉ nói vậy thôi, chứ chẳng hạn những lần mà chiến hạm của Hoa Kỳ đi rồi lại có những cái chiến hạm của Trung Cộng khiêu khích đi, nghĩa là dùng cái chữ rách tới để trận đầu mà làm cho cái chiến hạm của Hoa Kỳ phải đổi hướng, đó là những cái điểm. Nhưng mà biết đâu khi những hành động đó thì lại có những cái chuyện khiêu khích mà trận đúng có thể cục sụt súng nổ ra như thường, mà hãy nổ ra là thế chiến xảy ra như thường. Đó là những cái chuyện mà mình không thể, việc tóm tắt là mình không thể dự đoán được những cái chuyện gì. Mình nói rằng Hoa Kỳ thì không có nhu cầu để mà trực tiếp, nhưng mà có một chuyện khiêu khích mà lại được lệnh thì chắc chắn rằng những người mà hải quân của Hoa Kỳ tại đó sẽ nổ súng chứ không có cái gì tương nhượng. Dạ, nếu như vậy thì anh nghĩ cái khả năng cái vấn đề Biển Đông đó, cái vấn đề đó nó có thể xảy ra một cái cuộc chiến tranh trong những ngày gần đây không? Tôi nghĩ rằng cái chuyện đó ai cản được, nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ cũng cố gắng, tôi nghĩ Hoa Kỳ là cũng như Trung Cộng cũng cố gắng để mà làm sao cuộc chiến không xảy ra. Nhưng mà cố gắng là một chuyện, mà cái chuyện hung hăng của Trung Cộng vẫn không có dừng bước. Thì yeah, cái chuyện cố gắng đó nó nói chỉ bằng cái miệng thôi, chứ còn trên thực tế nó vẫn đưa những sự kiện có thể xảy ra như thường. Mà xảy ra như tôi nói là có thể giữa Việt Nam, Trung Cộng hoặc là mà tôi thấy giữa Phi Luật Tân thì nó dễ dàng hơn. Mà nó rất là gần cái bờ biển của Phi Luật Tân. Mà Phi Luật Tân mà tất cả những sự chuẩn bị đó thì nó khi nổ ra mà hãy nổ rồi đó, thì chắc chắn rằng là Hoa Kỳ phải nhập cuộc. Như vậy thì bây giờ mình thấy rằng trong cái vấn đề Biển Đông, ngay cả những lúc gần đây như anh vừa trình bày hồi nãy, Trung Cộng lại tiếp tục xây những cái phi trường, những cái đường băng mới để cho những cái đảo đó như vậy, trong khi họ tuyên bố là họ không có làm những cái việc đó, thì anh nghĩ thế nào? Không, bởi vì họ tuyên bố trong khi đó thì lại trên cái satellite tên đó đã ghi nhận, và cả cơ quan mà gọi là thiên thang của Hoa Kỳ đã cũng công bố cho những cái hình ảnh mà nó đương xây cái đường băng thứ ba ở cái đảo Dành Khang. Là tất nhiên Trung Cộng đã nói một đường mà làm một ngã, đó là những cái điểm. Cũng tỷ chẳng hạn, chúng ta thấy là nhiều cái vấn đề mà Trung Cộng tỏ vẻ là thấy rõ rằng là cái chưa hiện diện của Hoa Kỳ là trận bước đứng của họ, và họ thấy rõ rằng là khi mà Việt Nam mà xích gần với Hoa Kỳ thì có một cái bài báo là cuộc chơi T3 có thể đã chấm dứt. Nghĩa là nếu mà hiện tới đại hội đảng 12 cộng sản này mà phe Nguyễn Tấn Dũng mà nắm được quyền lực đó thì sẽ đi hẳn với Hoa Kỳ và chống lại Trung Cộng. Do đó mà nó có một cái đưa chiến lược là Trung Cộng nên có những cái thái độ như thế nào. Như vậy mình thấy rõ ra bây giờ sau cái chuyến viếng thăm Hoa Kỳ này đó thì ông Tập Cận Bình lại có thể sẽ thăm Việt Nam vào tháng 11 này. Và người ta nói rằng cái cuộc viếng thăm của Tập Cận Bình ở Việt Nam là nhằm mục đích để đưa ra những cái lời chèn ép về Việt Nam, để mà hướng dẫn cho làm sao cái đại hội đảng vào năm 2016 này đó nó có thể đưa lên những cái nhân vật mà thân với Trung Quốc hơn. Anh nghĩ cái điều đó đúng không? Thì đương nhiên Tập Bình là bên Trung Cộng là muốn như vậy. Nhưng mà theo tôi nhìn cái thế mà dàn binh bố trận từ trước đến nay, tỷ như chẳng hạn cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng và cái sự chuyện đồn đoán để mà thế này thế kia cho cái là ông Phùng Quang Thanh,
gọi là chết rồi không chết rồi xuất hiện đại khái. Nhưng rồi tất cả những cái đàn em của Phùng Quang Thanh là coi như mất dứt hết, và những người mà thân cận của Nguyễn Tấn Dũng lên thay thế hết. Thì tôi nhớ cái những cái chuyện bên ngành an ninh, bên quân đội mà đã như vậy rồi thì tôi nghĩ rằng Lập Công Bình muốn làm nó không còn phải giống như trước đây nữa. Trước đây thì cái sự cán cân mà trong đảng Cộng sản nó cân phân, hoặc là bên Trung Cộng nó đông hơn đó, thì đã có thể để sắp đặt nhân sự. Nhưng mà tôi nghĩ rằng giờ cái sắp đặt nhân sự chắc chắn nó không khó xảy ra. Mà hiện tại giờ những nhân vật trong chính trường của Việt Nam đó thì không có ai bị gọi là đủ cái quyền lực mạnh bằng Nguyễn Tấn Dũng. Do đó mà cái cơ hội mà lật Nguyễn Tấn Dũng để mà đưa một nhân vật khác đó thì chuyện nó khó xảy ra. Yeah. À, trở lại với vấn đề Tập Cận Bình mà đi qua viếng thăm Hoa Kỳ lần này, có một số bài nhận định ở trên các trang mạng nói rằng cái vấn đề mà ông Tập Cận Bình đi đến Mỹ lần này là nhằm mục đích cùng với Tổng thống Obama để quy định những sự chia sẻ quyền lợi ở các cái vùng ở trên thế giới này. Thí dụ như cái vùng Biển Đông hay là vùng ở đây thì sẽ do ai nắm giữ vân vân, những sự chia chác đó giữa Trung Quốc và Mỹ. Anh nghĩ cái điều mà người ta nói như vậy nó có đúng không? Không, tôi nghĩ không xảy ra. Yeah. Bởi vì hồi đó giờ là cái này là vùng biển quốc tế, ai cũng quyền sử dụng hết. Còn thí dụ chẳng hạn về cái vùng biển gọi là kinh tế thì đã ấn định mỗi quốc gia đều qua 200 hải lý. Thì dù nào chồng lấn nhau thì giữa quốc gia đó phải dàn xếp nhau qua giải pháp ngoại giao. Còn lần này Trung Cộng cứ vẽ cho tất cả 12 hải lý của cái kia hết, rồi ngoài đó là của Trung Cộng hết. Thì lúc đó có những cái hình ảnh để mà vẽ ra thấy rõ rằng là tất cả Biển Đông là của Trung Cộng. Cũng như tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho rằng là cái chuyện mà xây dựng của đảo đó là sân nhà của Trung Cộng. Nó sân nhà của tôi muốn trồng bông tôi trồng, hay là tôi muốn làm gì tôi làm. Thì do đó những điều tôi muốn xây băng tôi xây, mấy quý vị cũng nói tôi không được làm này không được kia, bởi vì là sân nhà của tôi. Thì tất nhiên nó coi nó chiếm độc chiếm Biển Đông thì làm sao nó chia cái gì. Đó là những cái điểm mà tôi nói thành thử ra nó ngồi để nó chia chác quyền lợi đó, tôi nghĩ chuyện nó không xảy ra. Mà nếu chịu chia chác đó thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã chịu thua. Nhưng mà như vậy thì nếu mà nói như vậy, Trung Cộng đã tiếp tục làm tới, cũng như đã nói là không làm mà vẫn làm, vẫn xây cái đường băng thứ ba trên đảo Dằn Căn. Như vậy thì anh nghĩ rằng phản ứng của Mỹ sẽ là như thế nào? Thì đó mà do anh em chúng ta từng nói là cuộc chiến có thể xảy ra. Là rõ ràng là chẳng hạn giống như là cái chuyện cũng mới đây là một cái trung ương ủy viên của Trung Cộng là ông Lý, là ông đó lại là nói lên án là cảnh cáo Úc chớ nên đừng nghe lời lừa gạt của Hoa Kỳ mà trận đi để chống Trung Cộng sẽ gây thiệt hại nhiều quyền lợi. Là bởi vì nhớ hiện tại là ở Hoa Kỳ đã có một căn cứ ở Tây Úc, thấy không? Mà lúc đó là dự trù là cái luân phiên là coi như hiện diện đó là 250.000 quân, bây giờ hiện trận đưa đến là B1, cái bơm gọi là giỏi bơm đó. Đó là diễn đại chúng ta cuộc tập trận trước đây anh em mình đã nói là B-52 cũng đi lên đó để trong cuộc tập trận đó giữa Úc và một số quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Thì đó cái điều đó chúng ta thấy rõ là cái thế mà Hoa Kỳ đã chuẩn bị về thế chiến lược quân sự đủ thứ hết và cái lối đồng minh, thì đây là cái chuyện không lẽ để làm cái chuyện để chơi thôi. Thì thành thử ra nếu mà cái chuyện mà không có cái giải pháp ổn thỏa là cuộc chiến phải xảy ra mà thôi. Đó là những điểm mà chúng ta thấy rõ rằng là trước khi Tập Cận Bình tới mà ông Obama đã thẳng thừng nói, rồi mới ngày hôm qua đây thì lại ông Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói, chứ không phải ông Từ Lĩnh Thái Bình Dương đó, Bộ trưởng Quốc phòng là người cao nhất của trong quân đội của Hoa Kỳ ngoại giao tổng thống. Đó là những điểm Ashton Carter. Đó là những điểm mà chúng ta thấy rõ ràng là một sự quyết tâm, nếu kia đó thì cuộc chiến có thể xảy ra mà thôi. Thật ra thì chúng ta không ai có thể phủ nhận rằng tất cả những cái động tác chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh đều đã xảy ra hết rồi. Những cái động tác đó, thí dụ như phía Hoa Kỳ chuẩn bị như thế nào và đưa quân tới đó, đưa máy bay như anh đã trình bày đó, để chuẩn bị rằng nếu mà có một cuộc chiến tranh mà xảy ra đó thì Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến tranh đó hết. Như vậy là vấn đề là ở chỗ
Trung Cộng có ngừng lại những cái hành động xâm lấn đó hay không, và nếu họ tiếp tục cái hành động xâm lấn đó thì cái phát pháo đầu tiên sẽ nổ ra đó là ai? Yeah. Nếu họ tiếp tục như vậy, tôi nghĩ tiếp tục như vậy thì mình nói cái mà dễ dàng mà có thể dễ xảy ra đó là những đồng minh của Hoa Kỳ chứ không phải Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái chuyện có những cái chuyện cái technique nho nhỏ thôi mà nó có thể xảy ra giữa hai nước lại đối đầu, người hai người lại châm ngòi ra nữa, đó là cái chuyện mà mình nó ngoài cái dự trù. Thật ra thì mình nhìn thấy rõ là cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng, hai quốc gia này đều không muốn có chiến tranh hết á, không ai muốn ở trên đó. Nhưng mà cái động thái của hai bên thì rõ ràng rằng họ đang tiến dần tới một cái điểm rất nóng, và cái điểm nóng đó nó có thể nổ ra. Trở lại với vấn đề ông Tập Cận Bình thăm Hoa Kỳ, anh nghĩ rằng cái ông Tập Cận Bình khi tới Seattle để gặp lãnh đạo tất cả các công ty công nghệ cao này đã ở tại Seattle đó, mục đích của chuyến thăm đó là cái gì? Tôi nghĩ mục đích của chuyến thăm cuộc họp đó là cái gì? Cuộc họp đến đó để cho dịu nhiều hơn là giải quyết vấn đề. Khi nào muốn giải quyết vấn đề thì ông ra một cái luật trừng phạt những tin tặc. Nếu giờ những cái bên đó mà những công ty nào tin tặc là ông Thợp đã được truy tố, đưa ra một luật tuyên bố như vậy thì cái vấn đề đó là mà có vấn đề giải quyết. Còn trái lại nói rằng là tôi cũng bị tin tặc như vậy mà tin tặc anh không có một giải pháp nào hết, mà trong khi đó đó thì là những cơ quan của Hoa Kỳ thấy rõ rằng là cái tin tặc mà đưa tấn công những công ty ngoài này ngược lại lại tại cơ quan quân sự của Trung Cộng tại Thượng Hải, đó là những cái điểm mà Tập Quốc Bình từng nói là bên Trung Cộng cũng là nạn nhân của những tin tặc. Thành thử do đó là làm sao mà có giải quyết được vấn đề. Thành thử tới đây, tôi nghĩ tới, mình chưa hiểu làm sao đón được. Mà tới là nhiều thì đã cho dịu rồi, nên mấy ông nên giờ ngồi lợi ra, vì có công ty của Trung Cộng làm sao để mà chống lại tin tặc này nọ kia. Và nếu mà nó chỉ nói khơi khơi vậy thì là chỉ để cho dịu chứ không giải quyết được vấn đề. Như vậy anh nghĩ rằng cái vấn đề tin tặc này sẽ được giải quyết hay không? Ở trong cái chuyến đi lần này của Tập Cận Bình thì tôi thấy cái sự cương quyết của ông Obama. Thì họ có thể họ cố gắng họ để mà làm sao mà để giảm bớt vấn đề này. Yeah. Đó là cái vấn đề mà tin tặc có thể làm được đó, để giảm bớt, để mà tránh được những sự trừng phạt mà Hoa Kỳ đã rõ ràng là nếu giờ anh chấp nhận cuộc chơi thì tôi sẽ chơi mà tôi sẽ là người thắng. Đó là mình thấy Obama nói là nếu chấp nhận cuộc chơi mà tin tặc hay không, tôi sẽ chơi và tôi sẽ là người thắng. Đó là thật ra với cái vấn đề kỹ thuật của Hoa Kỳ thì cái câu nói đó không có quá đáng đâu. Đúng vậy. Bởi vì khi có đụng độ là về tin tặc này thì Hoa Kỳ nhất định sẽ thắng mà thôi. Bởi vì cái kỹ thuật của Trung Quốc làm sao so được với Mỹ. Thành ra bây giờ thì chỉ còn cái vấn đề là chúng ta chờ đợi tới ngày 25 tháng 9 tới đây, khi Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ thì cái gì sẽ xảy ra và hai ông sẽ thảo luận như thế nào. Có lẽ chúng ta sẽ được biết phần nào sau khi ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ. Đó thì tôi nghĩ rằng cái chuyến đi này, vấn đề tin tặc thì như anh em mình nói có thể tạm thời giải quyết được, nhưng mà chắc vấn đề Biển Đông là tôi rất không thể quyết được. Là bởi vì anh em mình từng nói là cái Biển Đông đó là cái mà để giải quyết khó khăn nội bộ của Trung Cộng. Bây giờ Trung Cộng mà vì áp lực của Hoa Kỳ và các quốc gia này bỏ mà cái đó đi, bỏ cuộc cái đó là nội loạn ở tại đó liền. Do đó mà tôi nghĩ vấn đề ở Biển Đông không giải quyết được, còn tin tặc này có thể tạm thời là một giải pháp ổn thỏa. Thành thật cảm ơn anh Lê Phát Minh đã đến với đài VNTV 55.2 ngày hôm nay, và xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thế Giới Tuần Qua lần tới. Thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội lượng của hai anh em chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả lần tới.